Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì Car Center có một chiếc Fortuner sản xuất 2017, model mới rồi, lăn bánh được hơn 6.000 km và hiện đang được chào bán tại Car Center với mức giá hiện tại là 689 triệu đồng, có giá lộc thêm chút cho quý anh chị cũng như là các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Và chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này nhé. Với một chiếc xe gầm cao này 5+2, hay mình gọi là 7 chỗ cũng được đi, thì Toyota luôn là một cái hãng xe mà cái tên thương hiệu mà nó khá là uy tín này, nó đem lại những cái sự thực dụng cũng như là nó có cái tính chất cốt lõi của hãng xe là rất là bền bỉ luôn và cực kỳ lành. Đây là một trong những cái mẫu xe điển hình ví dụ về cái chất của Toyota, đi gọi là không bao giờ hỏng và không tính km luôn quý anh chị và các bạn nhé. Đấy là người ta hay nói chơi là không tính km thôi, chứ đi nhiều thì chúng ta vẫn phải bảo dưỡng quý anh chị và các bạn nhé. Cứ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì những mẫu xe Toyota thì chúng ta sẽ cảm giác được cái độ bền nó hơn rất là nhiều các cái mẫu xe khác. Đầu tiên là về form dáng thì đầu 17 chúng ta là form cũ, còn đây là cuối 17 chúng ta đã lên được form mới rồi quý anh chị và các bạn nhé. Đèn đóm này, form dáng đến tận bây giờ nó cũng không thay đổi gì nhiều. Phiên bản này là phiên bản máy xăng một cầu quý anh chị và các bạn nhé. Đèn bi led này đó, bên dưới là đèn phá xương. Thiết kế cái đầu xe này nó khá là nhô và cái gầm xe, cái khoảng sáng gầm nó rất là lớn quý anh chị và các bạn nhé. Trên mẫu xe Fortuner thì khoảng sáng gầm nó rất là lớn, một trong những cái mẫu xe mà ngồi lên thôi nó đã rất là cao rồi so với những cái mẫu xe khác. Khi mà ngồi trên Fortuner nhìn sang những cái mẫu xe khác thì chúng ta sẽ thấy là cái ưu điểm khá là vượt trội. Lốp sơ cua thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn là phần dưới gầm xe đây, những cái chi tiết gầm, những cái chi tiết ống xả. Quay kỹ hơn cho mọi người cùng xem nhé, mọi chi tiết theo xe còn tương đối là mới đây, tem mác các thứ là còn nguyên này, gầm này, mọi thứ nó ở cái mức nguyên bản nhất có thể. Và Car Center cũng cam kết luôn về chất lượng bằng văn bản hợp đồng, xe không có đâm đụng tai nạn hay là ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm xe, xe không ngập nước, thì kích máy móc động cơ hộp số là đây là một mẫu xe mà thường là không dành cho những chị em phải yếu đấy, tại vì là để mà lắp những cái ghế này thì nó cũng tốn khá là nhiều công sức đấy. Nhưng mà bù lại thì đây cũng là một trong những cái mang tính rất là thực dụng của những mẫu xe Nhật này. Chúng ta treo nó lên thì sẽ tối ưu hóa được cái khoảng không gian hành lý để đồ này, cực kỳ là hợp lý luôn quý anh chị và các bạn nhé. Rộng rãi, thoải mái vô cùng. Cốp thì chúng ta là cốp tay thôi, chưa được cốp điện, đóng mở nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Chúng ta có cảm biến sau này, có camera lùi. Lốp thì chủ xe đã thay lốp Michelin rồi, đi cho nó êm. Đấy. Mở cửa xe ra thì chúng ta thấy luôn đây là cái trang bị lắp thêm này, hai màn hình gối đầu cho hàng ghế sau cũng khá là hay, cũng khá là chăm chút. Đây, nội thất nguyên bản theo xe. Xin lỗi quý anh chị và các bạn, em vừa có một cái cuộc điện thoại, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Hàng ghế da nguyên bản theo xe còn tương đối là mới và chất lượng da của Toyota thì cũng khá là bền quý anh chị và các bạn ạ. Chúng ta có một cổng cắm tàu sạc nhanh ở đây. Và cửa gió đâu nhỉ? Nếu quý anh chị và các bạn không thấy ở đây thì bởi vì là nó ở đây này. Đó, cửa gió ở trên trần. Hai cửa gió cũng như là phần đèn xe này, điều chỉnh mức gió này. Rất là hay nhá, rất là chủ động. Toàn bộ gương kính đều là chỉnh điện lên xuống một trạm tự động. Đấy, có biểu tượng auto ở đây. Cửa đóng tương đối là chắc chắn. Có trang bị ốp chống xước này. Có Toyota Auto Alarm này, cảnh báo chống trộm. Gương kính chỉnh điện chạm hết quý anh chị và các bạn nhé. Đèn đóm chúng ta auto, cứ để nước auto mà dùng thôi. Chúng ta có lẫy số sau vô lăng. Đấy, rất là đi đèo dốc thì vô tư, thoải mái. Cam thì chủ xe đã lên cam 360 rồi. Ở đâu? Lên camera lùi, quên mất. Lên camera lùi, camera hành trình và màn hình ZTEC theo xe quý anh chị và các bạn nhé.
các cái phím bấm này, điều chỉnh điều hòa, sấy kính, chống chân trượt, một cổng cắm tàu, cần số, đây, chế độ lái, Eco Mode và Power Mode. Nhìn cái xe nó khá là hài hòa. Ghế lái chỉnh điện đây, chất liệu da này, mọi chi tiết tương đối là ổn so với các mẫu xe cùng đời. Vô lăng thì chắc là chủ xe đã sử dụng bọc vô lăng nên là cái chất lượng vô lăng nó vẫn còn rất là tốt của anh chị và các bạn nhé. Đây, có cả phần loa ở cột đây. Đó. Một mẫu xe được đánh giá là rất là bền bỉ này, thân thiện, tiết kiệm nhiên liệu, đến từ Toyota và là một trong những mẫu xe cũng từng dẫn đầu rất là nhiều năm trong cái bảng xếp hạng những cái mẫu xe bán chạy, bởi vì cái độ bền cũng như là cái độ thực dụng của mẫu xe này mang lại, đi gia đình cũng được mà chạy dịch vụ cũng được. Nói chung là mẫu xe này nó có thể kết hợp rất là nhiều mục đích sử dụng khác nhau, có thể đi những cái địa hình nó khó nhằn một chút cũng được luôn. Đó, đây là một trong những cái điểm sáng, một trong những cái ưu điểm của mẫu xe này. Đấy, mà bây giờ để sở hữu thì số tiền mua xe mới khẳng định với quý anh chị là không có dưới 1 tỷ đâu, rất là cao luôn. Thì bây giờ chiếc xe này 2017, vài năm rồi, để trải nghiệm bây giờ chúng ta chỉ phải bỏ ra 689 triệu đồng. Cái mức khoảng giá nó cũng tương đối là hợp lý với một mẫu xe gầm nó cao như thế này cơ mà lại 7 chỗ nữa, phóng mới, quý anh chị và các bạn nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé, hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm bắt được thông tin cũng như là tìm đến hỗ trợ tư vấn mình một cách nhanh chóng tận tình nhất. Một lần nữa thì em Sơn xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.